Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các phi hành đoàn điều khiển máy bay ném bom đa năng Su-34 đã thực hiện những cuộc tấn công bằng bom dẫn đường nhằm vào các tiền đồn chỉ huy và trung tâm điều khiển UAV, cũng như các phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine theo hướng Krasny Liman. Để loại bỏ các mục tiêu, phi công đã sử dụng vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao, phá hủy các công trình và thiết bị của đối phương từ trên cao. Bên cạnh đó, các phi hành đoàn Su-34 đang làm nhiệm vụ chiến đấu suốt ngày đêm, thực hiện các cuộc tuần tra trên không và yểm trợ cho các nhóm chiến đấu của lực lượng mặt đất.